Thôi sư phụ má về. Ngồi uống trà đi con. Dạ. Dạ cảm ơn sư phụ. Trà nóng quá sư phụ. Trà nóng rồi còn nóng. Dạ cả hai. Con vừa đi đâu về vậy? Dạ con mới đi làm chuyện gì bất an phải không? Sao cái phụ biết hay hả? Thầy nhìn cái mặt con bất an kìa. Thưa sư phụ, đi cầu an nha. Cầu an ở đâu vậy? Chỗ nào bình an mình cầu chỗ đó. Thưa sư phụ đi. Kim muốn tôi nói gì? Thì anh giải thích đi chứ. Giải thích chuyện gì? Còn chuyện gì nữa? Tại sao con nhỏ nó qua tiệm thuốc? Tại sao nó trang điểm đẹp? Ăn mặc lộng lẫy hả? Tại sao? Tôi đâu có biết. Anh nói một câu không biết là xong hả? Kim à, Kim đừng có khóc được không? Tôi sợ nước mắt lắm. Tôi không có. Rồi, là lỗi của tôi. Kim đừng có khóc nữa. Bây giờ tôi làm cái gì cũng sai hết á. Kim cứ trừng phạt đi. Trừng phạt tôi sao cũng được hết. Miễn sao Kim đừng có khóc nữa là được rồi. Anh Dương, anh Dương, làm ơn Kim đừng có khóc nữa được không? Bà đừng có khóc nữa. Anh Dương anh không có sao đâu. Tôi sợ quá bà ơi. Tôi sợ quá à. Anh Kiệt với bác Lâm nói á, anh Dương anh chỉ bị động ở vết thương thôi, chứ không nguy hiểm đến tính mạng đâu. Bà đừng có lo quá. Đừng có khóc nữa nha. Bà không biết đâu. Cái thằng đó nó ghê lắm. Nhìn nó đáng sợ lắm. Xem chút nữa là nó đánh chết anh Dương rồi. Xem chút nữa là tôi bắt anh Dương rồi bà ơi. Bình tĩnh. Nè, nghe tôi nói nè, bình tĩnh nghe tôi nói. Anh Dương á là của Thiên Kim tiểu thư, hiểu không? Ông trời đã sắp đặt như vậy rồi, không bao giờ mất được đâu. Số phận đã an bài như vậy rồi. Bà đừng có sợ gì hết, cứ yên tâm nha. Ba, anh Dương sao rồi ba? Anh Dương sao rồi ba? Đã qua cơn nguy hiểm. Thôi, con đừng có lo. Đó, tôi nói rồi mà. Đời này kiếp này á, anh Dương là của bà, của Thiên Kim tiểu thư. Hai người sẽ sống bên nhau hạnh phúc tới 100 năm lận. Thằng Dương đã qua cơn nguy hiểm, nhưng còn cậu Minh thì... Bác, anh Minh thì sao hả bác? Vết thương ở đầu của cậu ấy khá nặng.
Tội nghiệp bé Mai quá, nó bị công an bắt rồi. Không biết công an có bỏ tù nữa không? Không biết nữa. Người ta chỉ tạm giam Mai để điều tra. Thằng Minh nó không chết, chắc Mai cũng không sao đâu. Vô tới công an rồi, bây giờ chắc bé Mai đang hoảng sợ lắm. Nói là con gái mà. Đừng nói gì cho thằng Dương nó biết chuyện này. À, Sư Huynh. Sư Huynh, Sư Huynh tỉnh rồi hả? Sư Huynh thấy trong người sao? Có đau không? Huynh không sao. Kim đâu rồi? Còn hô đó hả? Nó mới đi khỏi đây nè. Kim có bị thương gì không? Bực quá, tự nhiên Huynh lo cho con hô đó. Nó đang sống mà hô găng ra kìa. Cái người đáng lo là bé Mai không chịu lo. À, Mai làm sao? Bị công an. Mai làm sao? Hả? Mai. Mai không sao hết. Mai vì lo lắng cho ông á mà khóc sưng mắt luôn, bầm tím mắt hết cả rồi. Tội nghiệp cho Mai lắm á. Nói với Mai là tôi không sao nha. Ông cứ yên tâm nghỉ ngơi đi. Lúc đó Mai cũng có mặt đúng không? Lúc tôi mê mà vẫn nghe được tiếng của Mai. Để đi tìm gì cho Huynh ăn nha. Tỉnh rồi, mừng quá mừng quá. Kiếm gì cho ăn nghe. Ăn gì giờ ta? Mời chú Hải dùng trà. Dạ cảm ơn thầy. Dạ dạo này sức khỏe thầy vẫn tốt chứ? Nhờ trời thương, tôi vẫn khỏe chú ạ. Dạ. Hôm nay tôi lên đây trước tiên là thăm hỏi thầy. Sau nữa là có việc muốn thưa với thầy. Có việc gì chú Hải cứ nói. Dạ trước tiên là tôi cảm ơn thầy đã nuôi dưỡng và dạy dỗ thằng Dương trong thời gian qua. Và tôi cũng thay mặt nó xin lỗi thầy vì con tôi đã gây nhiều phiền phức đến cho thầy. Chú Hải đừng có nói vậy. Sau nữa là tôi xin phép thầy cho tôi đưa cháu về Đà Lạt một thời gian. Đợi thằng Dương xuất viện, bác sẽ đưa nó về Đà Lạt một thời gian. Ủa chuyện này bác nói nó chưa? Bác chưa nói, nhưng bác đã nói chuyện với thầy Xuân rồi. Ý của bác đã quyết định, con cũng không dám ngăn cản. Nhưng mà con chỉ sợ thằng Dương nó sẽ không chịu thôi. Bác cũng nghĩ vậy, nên bác mới nói với con trước. Con lựa lời mà khuyên thằng Dương giùm bác. Con chỉ sợ bác sẽ thất vọng thôi. Con cũng không biết là con phải nói gì với nó. Nó ở đây nguy hiểm quá, cho nên bác không yên tâm chút nào hết. Vô đi. Trời ơi bà Kim. Hả? Giờ này bà còn ngồi đây trang điểm được hả? Có chuyện gì vậy? Bà của anh Dương á muốn đưa anh về Đà Lạt luôn rồi kìa. Bác Hải muốn đưa anh Dương về Đà Lạt hả? Ừ. Nếu vậy cũng tốt. Anh không cần phải ở tiệm thuốc nữa. Trời ơi bà điên hả? Hả? Anh Dương mà về Đà Lạt á là bà sẽ mất cơ hội, bà biết không? Có gì đâu mất cơ hội. Tôi có thể lên Đà Lạt thăm ảnh mà. Từ đây lên Đà Lạt đâu có xa đâu. Bà hay quá. Không lẽ suốt ngày bà cứ lên Đà Lạt bà đeo đuổi ảnh hả? Anh Dương ở đây á bà mới có nhiều cơ hội, bà hiểu không? Xa mặt cách lòng, bà không nghe câu nói đó hả? Mà nè, sao bác Hải lại quyết định vậy ta? Nhưng mà chưa chắc gì anh Dương anh chịu đi đâu. Thái độ của bác Hải cương quyết lắm. Với lại bác cũng đã nói chuyện với thầy Xuân rồi. Sao bà biết vậy? Tôi vô tình nghe được bác nói chuyện với anh Kiệt thôi. Giờ tôi phải làm sao đây? Nè, tôi nói nhỏ nha. Hết hồn à? Không được đó bà ơi. Bà cứ làm theo lời tôi đi. Được không? Con xin lỗi ba, con làm cho ba phải lo lắng.
thầy Xuân nói với ba sắp tới thầy đi xa một thời gian, hay con về nhà mình dưỡng bệnh đi. Ba đừng có lo, ở tiệm thuốc có bác ba với sư đệ chăm sóc cho con. Con về nhà đi, mẹ con mất rồi, cả một căn nhà rộng lớn chỉ có một mình ba, lúc nào ba cũng lo lắng cho con hết, con biết không? Ba, kỳ này con phải nghe lời ba, ba không nuông chiều con nữa, ngày mai con phải theo ba về Đà Lạt. Ba, bác à, con nghĩ bác làm như vậy là không tốt đâu, bác nên suy nghĩ kỹ lại đi. Bác không thể nào để nó gặp nguy hiểm đến tính mạng hết lần này tới lần khác. Tại sao nó không hiểu cho bác chứ? Con nghe thầy Xuân nói thằng Dương ở trên Đà Lạt có rất nhiều chuyện buồn, nói gì đó sẽ nhớ đến những chuyện không vui. Thà để cho nó buồn còn hơn là nó gặp nguy hiểm, bác hết chịu nổi nó rồi. Tao vô tới rồi nè, phòng mấy vậy? 305 hả? Rồi rồi rồi. Kim đưa tôi đi đâu vậy? Em muốn anh Dương gặp một người. Ai vậy? Đây. Hả? Minh. Anh Minh bị sao vậy? Anh Minh Anh Minh, dừng lại đi. Minh, dừng lại đi, buông ra, chết người đó. Anh Minh, tôi mà. Anh Minh, anh Dương. Anh đánh nữa, đừng có đánh nữa. Anh Dương, anh Dương ơi, anh Dương, anh Dương, anh Dương ơi, anh Dương, anh Dương đừng làm em sợ mà anh Dương. Mai, vậy còn Mai đâu? Mai Mai bị công an bắt, đang giữ cổ để điều tra rồi. Tội nghiệp cổ quá. Anh Dương, anh Dương sao vậy nè? Tôi không sao. Thôi, mình đi về phòng nha. Dạ, ba. Con, ba đã nói chuyện với bác Lâm rồi, ngày mai hai cha con mình về Đà Lạt. Ba, con không thể về được. Con không nghe lời ba sao? Con xin lỗi ba. Ba, ba tha lỗi cho con. Con đã gây ra nhiều chuyện nên không thể về Đà Lạt. Con ở đây thì giải quyết được gì hả? Hay chỉ làm cho mọi chuyện rắc rối thêm, khiến cho bản thân mình gặp nguy hiểm. Con phải theo ba về Đà Lạt. Con xin lỗi ba. Con, ba tha lỗi cho con lần này đi ba. Anh về rồi hả? Cô... Sao anh ngạc nhiên dữ vậy? Tôi có lòng tốt ghé thăm anh thôi. Anh muốn ăn gì không? Tôi cho người đem tới. Mai đâu rồi? Giờ này mà anh còn hỏi Mai đâu rồi? Anh không nhớ con Mai nó đã làm gì anh hả? Cổ đang ở trên đồn công an để điều tra.
Tôi cũng hy vọng là cổ sẽ không sao. Điều tôi muốn biết bây giờ là cảm giác của anh như thế nào khi bị người yêu của mình đánh trọng thương như vậy. Cô muốn gì đây? Tôi muốn thì tôi muốn nhiều thứ lắm. Anh không có đáp ứng được đâu. Bây giờ anh nên ngoan ngoãn nằm ở đây điều trị đi. Đừng có gây thêm bất cứ rắc rối gì nữa. Mà tôi nghe nói vết thương của anh cũng khá nặng đó. Tốt nhất bây giờ anh nên dưỡng thương cho kỹ đi. Không khéo coi chừng bị khùng đó. Cô... Bên ngoài ngơ ngớt nói cười, bên trong nham hiểm giết người không dao. Nè, bà đang nói gì vậy? Tôi có nói gì đâu. Chứ bà mới nói câu gì đó? Tôi đang đọc truyện Kiều. Công nhận nha, hai câu thơ này á miêu tả Quảng Thư đúng ghê bà ơi. Biết phải bà không vậy bà Kim? Bây giờ đang dầu sôi lửa bỏng, bà còn tâm trí ngồi đọc truyện Kiều hả? Ảnh mà về Đà Lạt là coi như bà mất trắng đó. Mà bà nè, nghĩ lại á, tôi thấy nhỏ Mai nó gan hơn tôi nhiều lắm. Lúc đó hả, tôi sợ quá, tôi đâu biết làm gì đâu. Vậy á mà nó cầm nguyên cục đá bự chà bá đập vô đầu thằng Minh. Bây giờ á, nó bị công an tạm giam rồi. Nghĩ lại cũng tội nghiệp nó quá bà ơi. Con cảm ơn bác ba. Ừ, Mai nè. Mai. Nếu con thấy buồn á thì qua tiệm thuốc ở vài ngày đi con. Dạ, con không sao đâu bác ba. Tội nghiệp con gái ở nhà một mình á, không ai chia sẻ tâm sự hết. Từ ngày ba má con mất tới giờ con sống một mình cũng quen rồi. Bác ba đừng có lo cho con. Ở nhà một mình á, cửa nẻo cẩn thận nghe con. Dạ, con thay ổ khóa mới rồi. Thôi, vô nhà tắm rửa nghỉ ngơi đi, rồi mọi chuyện cũng sẽ qua mà. Dạ, bác ba về cẩn thận. Vô nhà đi con. Dạ. Theo anh định làm gì? Để anh xem sự việc tiến triển tới đâu đã. Vết thương của anh Minh có nặng lắm không anh? Khi nào anh mới xuất viện vậy? Ít nhất cũng phải là một tuần nữa. Nè, anh á, sao không bao giờ hỏi bạn trai trước kia của em là ai vậy? Chuyện đó đâu liên quan gì tới anh. Nhiều lúc á nha, em không hiểu được anh đang nghĩ gì luôn á. Anh á, lúc nào cũng trầm tĩnh hết, vui buồn không biểu hiện ra gương mặt gì hết. Em không biết á nha, cái gương mặt anh lúc ghen tuông như thế nào nữa. Ghen á thì có gì đâu mà vui, tại sao lại phải ghen? Những người ghen tuông á rất là tội nghiệp. Em cũng đã từng ghen rồi, chắc em cũng hiểu được cảm giác đó. Em hiểu.
Nhưng phải có yêu mới có ghen chứ. Yêu và ghen là hai chuyện khác nhau, không thể dồn thành một được. Em nói thiệt anh nha, em đã từng quen rất nhiều bạn trai, nhưng chưa có ai khiến cho em có cảm giác lạ giống như anh gì đó. Anh chỉ là một người đàn ông bình thường, nhưng mà yêu bằng lý trí. Chứ không phải yêu bằng con tim hay sao? Thằng Dương yêu bằng con tim, cho nên bây giờ nó đang nằm trên giường bệnh đó. Anh sẽ không ngu ngốc như nó đâu. Sư Huynh, sư Huynh ăn cháo đi. Cảm ơn sư đệ. Có một tô cháo cảm ơn vậy. Có người á cho Huynh á gấp mấy ngàn trăm lần tô cháo này mà Huynh nó có cảm ơn người ta đâu. Chắc ba Huynh về Đà Lạt rồi hả? Về rồi. Tội nghiệp, ông già quá trời luôn. Còn Mai, Mai về nhà chưa? Muốn biết á, điện thoại hỏi đi. Hỏi đệ sao đệ biết. Vào đi. Anh Dương, anh Cá Mập. Mai. Hả? Mai có sao không vậy? Bên công an họ có làm khó dễ gì không? Dạ không, em không sao hết á. Anh Dương khỏe chưa? Tôi không sao. Mấy ngày nay tôi lo cho Mai lắm. Thôi em ngồi xuống đây đi. Muốn nói gì thì nói đi. Tôi ở đây thấy chướng chướng sao á. Nghe. Ban đầu em cũng hoảng sợ lắm, nhưng sau đó em có thời gian ngồi suy nghĩ lại tất cả những chuyện mình đã làm. Những gì đang diễn ra trước mắt như là một cuốn phim. Từ khi ba má em mất, em ở một mình trong căn nhà đó. Rồi anh Minh xuất hiện. Em và anh Minh yêu nhau, nhưng khi biết anh Minh phản bội em, em đau khổ tìm đến cái chết. Nhưng cũng may em được anh cứu sống. Tất cả đều hiện ra rất là rõ ràng. Mọi việc dường như mới xảy ra vào ngày hôm kia, hôm qua thôi. Tôi cũng vậy. Thời gian không bao lâu, nhưng đã xảy ra quá nhiều chuyện. Có những lúc tôi cảm thấy mệt mỏi, đau khổ. Tôi tìm mọi cách để lẩn tránh, nhưng không sao tránh được. Giờ tôi không biết phải đối diện như thế nào. Anh Dương là người tốt, một người rất tốt, tốt nhất trước giờ mà em đã từng gặp. Tôi không tốt như Mai nghĩ đâu. Tôi đã gây ra nhiều tội lỗi, gây đau khổ cho nhiều người. Tôi có chết cũng không trả hết tội. Em chỉ thấy người khác, người khác đem phiền phức và đau khổ đến cho anh Dương thôi. Sư phụ nói có nhân thì mới có quả. Tại tôi, tại tôi đem nhân đau khổ đến cho người khác. Nếu như em gặp anh Dương sớm hơn thì tốt biết mấy. Mày đừng có nghĩ vậy. Sư phụ từng nói đến chữ duyên, phải có duyên thì mới gặp nhau được. Đang làm gì vậy? Im lặng. Đang rình nghe một cặp tình nhân tâm sự. Cặp tình nhân? Hả? Cặp tình nhân nào? Hả? Im đi.
cặp tình nhân đang tâm sự trong phòng. Hả? Anh Dương đang nói chuyện với ai hả? Phải con Mai không? Buông ra. Hên xui à. Con Mai nó về rồi hả? Sao công an không dám nó luôn đi hả? Trời ơi bại bà, công an có lý lẽ đàng hoàng, tự nhiên muốn giam ai là giam à? Nói. Làm gì vậy con khùng? Bệnh viện của tôi mà, tôi muốn làm gì tôi làm chứ. Đây là quyền tự do riêng tư cá nhân của bệnh nhân nha. Người ta nằm bệnh viện ta đóng viện phí đàng hoàng chứ không phải nằm chùa, biết chưa? Ngồi xuống. Giỡn mặt hả? Hả? Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ hả? Ngồi đây. Tin 140kg đè chết còn 50kg không? Ngồi đi, ngồi nha. Dạ xin mời. Cảm ơn em. Thằng Dương xưa nay nó ít bạn lắm. Thấy hai đứa tụi con thân thiết với nhau như hai anh em á, bác mừng cho nó. Con ở đây coi chừng nó giùm bác. Nếu mà có gì con gọi điện báo cho bác biết nha. Dạ, con ở đây. Thằng Dương ở tìm thuốc. Nhiều khi nước xa không cứu được lửa gần đâu bác. Bác với má nó nuông chiều nó từ nhỏ, đến bây giờ muốn dạy cũng không dạy được. Nó ở trong tiệm thuốc, bác không yên tâm chút nào. Thằng em con á, nó cũng ở gần đó, nó cũng hay qua lại tiệm thuốc. Nói với thằng Dương thân lắm, nếu có chuyện gì nó báo cáo với con liền. Bác cứ yên tâm, đừng có lo lắng quá. Bác quý con lắm. Con là một thanh niên vừa chín chắn, vừa quyết đoán, chứ không như thằng Dương nhà bác. Phải chi mà thằng Dương nó được phần nửa của con thì bác đâu phải khổ. Hoàn cảnh sống khác nhau nên tính cách khác nhau. Ba con mất sớm, con ở với má và một thằng em trai nữa. Chính vì vậy từ nhỏ con biết mình phải làm trụ cột trong nhà. Con là một thanh niên rất có tương lai. Thằng Dương có được một người bạn như con, bác yên tâm lắm. Nè, nếu mà con có chuyện gì cần bác giúp đỡ thì con cứ mạnh dạn lên tiếng nha. Dạ, con cảm ơn bác đã quan tâm. Cuộc sống hiện tại của con cũng đã ổn định rồi. Anh Minh, về ăn miếng cháo đi. Em để đây, khi nào đói anh ăn cũng được. Em ra ngoài trước nha. Anh đừng có hành động như một đứa trẻ con như vậy. Cô xéo đi. Anh càng bực bội la hét thì trong anh càng tội nghiệp. Nhưng không có ai thương hại anh đâu. Cô, nghe lời tôi khuyên đi. Hãy bình tĩnh lại, dưỡng thương cho thật tốt. Anh có muốn lấy lại những gì anh đã mất hay không? Hay là anh muốn mất luôn những gì anh đang có? Có. Tôi bây giờ nó còn gì nữa đâu. Tôi còn cái gì nữa? Tôi mất hết rồi. Chính thằng Dương, thằng Dương đã cướp hết tất cả của tôi rồi. Sao anh vội nản chí như vậy? Đàn ông không có chí khí, phụ nữ không có thích đâu.
cô muốn gì đây? Tôi chỉ muốn giúp anh thôi. Cô đã có tình nhân mới rồi, còn quan tâm tới tôi làm gì nữa? Không yêu cũng đừng nói lời cay đắng chứ. Không còn tình thì cũng làm bạn được mà, đâu nhất thiết phải không nhìn mặt nhau như vậy. Những thứ anh đang có nhiều lắm. Nghe lời tôi đi, chỉ cần anh bình tĩnh suy nghĩ lại thì anh sẽ biết là anh đang có cái gì. Nhiều lắm. Dạ thưa bác sĩ, khi nào tôi mới được xuất viện vậy? Thì tùy theo tâm trạng của bác sĩ thôi. Nhanh nhanh nha bác sĩ, chứ tôi ngán mùi thuốc lắm rồi. Tôi cũng sợ bệnh viện dữ lắm. Ông phải tập làm quen với mùi thuốc. Ông phải xem mùi thuốc thân quen giống như là mùi hương trà của thầy Xuân pha. Phải tập xem bệnh viện là nhà, xem bác sĩ y tá như những người thân của mình. Bởi vì một người tốt như ông sẽ còn nằm bệnh viện dài dài. Tôi không nghe lời của ông nói đâu. Cuộc đời của ông là phải nghe lời của tôi dài dài. À, ông nè, sao mấy ngày nay tôi không thấy cô Hằng y tá vậy? À, tôi cũng không để ý nữa. Không biết bây giờ cô như thế nào rồi. Sau cái đêm hôm đó, tôi không bao giờ quên được. Một cô gái yếu đuối bị nhiều người đàn ông đánh tả tơi. Sao có một cái giường mà hai người nằm vậy trời? Thì ra là ông cá mập. Mình ổng nằm hai chỗ luôn. Ghê thiệt. Dậy đi ông bụng bự. Dậy. Trời ơi. Trời ơi, nặng dữ vậy trời. Bảo Lộc, lạnh quá. Đắp mền mà ngập luôn. Mà sao anh ngủ trên giường của anh Dương vậy? Không được hả? Dạ được. Nhưng mà anh Dương đâu rồi anh cá mập? Đây ai? Đi đâu? Đâu ai biết. Không lẽ anh về Đà Lạt rồi ta? Đi vòng vòng đâu ngoài sân á. Chứ Đà Lạt muốn về là về được à. Nè, tối hầu và bén mảng đây chi à? Em đem cơm cho anh Dương. Đem cơm hả? Cảm ơn nha, thằng này dễ thương. Cái này không phải là của anh. Cái này á là của anh Dương. Còn cái này là của anh Minh. Chị Mai nhờ em đem vô. Mé đi. Còn quan tâm bằng đó làm gì? Kệ bà đi. Anh muốn gì thì anh đi hỏi chị Mai kìa. Chị Mai gửi nè. Mai đâu? Không biết. Tự đi mà kiếm. Đi nghe. Đứng lại. Gì nữa? Cảm ơn nha. Không có gì. Ăn vui nha. Sao lú lạ
làm gì của hai cũng chửi lu hết vậy. Trời ơi, hôm nay bị đặt xí xa, xí xọn, sảnh xẻ nữa hả? Ủa, sao lu nói cái gì cô chủ cũng chửi lu hết vậy? Tao nhìn cái mặt mày thấy ghét tao chửi được không? Rồi, rồi mày đứng đó mày xé cho rách cái áo mày đi. Quỷ ma hả? Xéo đi coi. Dạ. Đứng lại. Dạ, cô hai gọi gì nữa cô hai? Mày thu dọn mấy cái đống đổ nát đó cho tao. Lẹ lên. Ủa, đống đổ nát nào vậy? Hả? Thì ba cái thức ăn tao nấu hồi sáng giờ nè. Mấy cái này á hả? Mấy cái này công sức cô hai nấu từ sáng tới giờ mà. Mày cãi hả? Tao không thích thì dẹp cho tao. Dạ. Trời ơi, cái gì mà rần rần vậy không biết nữa à. Đi từ ngoài đường là nghe tiếng của bà rồi. Bà rảnh quá ha. Rảnh thiệt luôn á. Nấu ăn cả buổi trời đem đổ bỏ vậy đó hả? Không ngon, không thích thì đổ bỏ. Thôi được rồi, dẹp đi đừng có nấu nữa. Lo chuyện đại sự đây nè. Nói cho bà biết nghe, cái chuyện đại sự trong đời của tôi bây giờ á là nấu ăn cho anh Dương ha. Bữa nay tôi nhất định nấu một bữa ngon, thật là ngon cho anh Dương ăn. Ủa, mà sao nhất định phải nấu cơm vậy? Thì con quỷ mai nó làm được, tôi cũng phải làm được chứ. À, thì ra là Thiên Kim tiểu thư đang ghen à. Ghen, ai thèm ghen với nó. Tôi xin lỗi bà nha, Thiên Kim tiểu thư tôi xưa nay không có chuyện gì mà không làm được hết á. Hay đời đó. Nè, tôi đang định tìm bà để bàn bạc về phương án mở rộng kinh doanh của nhà hàng mình đó. Tôi tính là mở thêm một số dịch vụ nữa. Bà thấy sao? Cần bao nhiêu tiền? Nói đại đi, vòng vo tam quốc hoài. Đúng là Thiên Kim tiểu thư mà. Mai. Bác ba. Nói nghe, bác định ghé qua nhà con mà cũng mai gặp con ở đây. Có chuyện gì vậy bác ba? Nè, bác có nhờ thầy Xuân á hốt cho con tha thuốc bổ. Nhớ nghe chưa? Nấu 3 chén nước rồi chắc ra một chén, mỗi ngày uống một thang nghe chưa? Nhưng mà con đâu có bệnh hoạn gì đâu bác. Thuốc bổ mà, có lợi cho phụ nữ đó. Đẹp da, đẹp tóc nữa. Dạ con cảm ơn bác ba. Hôm nay á, trong khí sắc của con á khá hơn nhiều rồi đó con. Xảy ra nhiều chuyện nên con cũng có thời gian suy nghĩ lại. Con cảm thấy mình có lỗi quá. Thôi, chuyện qua rồi thì thôi con, đừng có nhắc nữa. Bây giờ con mới thấm thía câu ông bà mình hay nói: mồ côi khổ lắm ai ơi, đói cơm không ai biết, lỡ lời không ai phân. Nếu ba má con còn sống, chắc con không đến nỗi này đâu bác ha. Con xin lỗi bác ba, chuyện của con mà bác ba phải. Con có lỗi gì đâu. Thì ba má con mất sớm, một thân một mình ở cái xứ này á, bà con họ hàng thì không có, bác càng thấy thương con hơn nữa. À thôi, bác về nha, con cũng lo về sớm đi nghe. Dạ. Bây giờ con mới thấm thía câu ông bà mình hay nói: mồ côi khổ lắm ai ơi, đói cơm không ai biết, lỡ lời không ai phân. Nếu ba má con còn sống, chắc con không đến nỗi này đâu bác ha.
kỳ á. Chị Mai. Tâm. Chị Mai. Ừ? Nãy giờ chị có gặp bác ba không? Có gì không Tâm? Chị thấy bác ba có bình thường không? Ừ, cũng bình thường mà. Ủa, mà sao Tâm hỏi vậy? Thì hồi nãy em thấy bác ba vừa chạy mà vừa... Bác ba vừa chạy mà vừa làm gì? Ừ, vừa chạy vừa cười. Vậy hả? Chắc là bác ba đã có chuyện gì vui á. Mà thôi bỏ qua chuyện đó đi. Mà chị Mai kêu em qua đây có chuyện gì gấp không? Chìa khóa gì vậy? Thì chìa khóa mới của nhà chị đó. Sao chìa khóa nhà chị lại đưa cho Tâm? Thì Tâm cứ giữ giùm chị đi. Chìa khóa này á là chỉ có Tâm với chị có thôi đó nha. Nếu mà chị có bị mất thì chị qua nhà Tâm lấy. Nhưng sao chị lại đưa cho Tâm? Giữ chìa khóa nhà một mình buồn lắm. Lúc nào cũng có cảm giác cô đơn hết á. Có một người giữ chìa khóa chung với mình có cảm giác ấm áp hơn. Cũng giống như là mình đang có một người thân bên cạnh mình vậy đó. Sao chị không đưa cho anh Dương?